Rồi, xin chào tất cả quý anh em. Chào mừng quý anh em tiếp tục quay trở lại với Boy Sơn Trường Thi. Rồi, giao lưu quý anh em một cây Hải Châu, một cây Hải Châu một cốt bảy thân quý anh em, một cốt bảy thân. Rồi, mời quý anh em xem cái bộ đế coi trước nha. Cây này bộ đế rất là đẹp quý anh em. Cây này có hoành 40, chiều cao 50 và phủ tán 50 nha. Okay, khá ok quá nè. Để trả điều 24 giờ nha. Cái này hoành nha, hoành tại vị trí này là 40, chiều cao từ mặt trời lên ngọn là 50 và phủ tán là 50. Cái này là trái rất là đẹp. Cái này cũng hai con sai tầm trung một người bên đằng tay của anh em. Đây. Cái hiện tại đang cho trái đến coi nha. Đây, trái rất là lớn của anh em. Cây khá ok của anh em. Dòng đá này thì nó cũng tương đối hơi lớn một xíu nha quý anh em lưu ý nha. Dòng đầm môn, dòng đầm môn Phú Yên nó cái lượng trái nè, anh em xem lượng trái á, trái rất là ok. Chung cây này cũng khá lâu rồi, người khá lâu rồi, trái rất đẹp quý anh em. Đây trái, trái rất nhiều nha, hiện tại trái rất nhiều nha. Thì là trái rất nhiều của anh em. Đây đường trái này, này trái rất lớn nha của anh em, trái rất lớn nha. Rồi của anh em nhìn xa tổng thể coi này. Rồi cái này giao lưu của anh em giá 2.800.000 bao ship nha, 2.800.000 bao ship. Của anh em hợp ý gọi điện trực tiếp thì các bạn thông qua Zalo sàn thì có điện trong màn hình. Cây rất là ok luôn, giá rất là hợp lý. Dòng đầm môn siêu trái của anh em thấy lượng trái này. Rồi 2.800.000 bao ship. Rồi xin chào và tiếp tục giao lưu của anh em một cây Hải Châu, một cây Hải Châu dáng một tự nha. Cây dòng biển đảo và cây đang ra trái dí chiếu trên cây luôn. Rồi kính mời của anh em ta xem cơ bản tổng thể cây. Cây này thì có một cái bộ đế rất là đẹp của anh em. Có một bộ đế rất đẹp. Cái dòng này trái cực kỳ đẹp luôn. Tới nơi sẽ quay chi tiết gần hơn cho của anh em xem cái trái nha. Một cây này cũng gọi là một cây siêu trái luôn, trái rất là đẹp luôn. Rồi quý anh em thêm xem thông số nha. Cây này thì cái hoành nha, hoành khu này là 35, hoành thân này là 15, chiều cao là 50, phủ tán hoành 55, chiều cao 50, phủ tán 55. Cái chậu này là cái chậu cũng loại cũng không xịn như quý anh em, chậu nứt rồi nha. Đây, nứt rồi. Một cây rất là đẹp, chỉ cần ok nha. Cái này chúng ta chơi xong mùa trái này thì chúng ta sẽ làm lại chiếc cành, nó sẽ rất là đẹp. Chiếc cành nó ổn hết rồi. Đây quý anh em xem trái nè, một cái dòng trái cực kỳ đẹp luôn, quá đẹp luôn quý anh em. Ta thấy được lượng trái không? Đây. Đây. Ok nha, trái rất đẹp nha. Trái nè, quý anh em này, xem nè, siêu trái luôn. Dòng biển đảo rất là dễ cho trái. Này, trái này nó sẽ tiếp tục cho hoa nữa nha. Đây chỉ là cái đợt trái này chỉ là cái mùa đợt hoa thứ hai thôi. Đợt thứ nhất nó đã chín rồi, đợt thứ hai thì nó đã cũng trái cũng đã lớn, nó sẽ tiếp tục cho hoa nữa. Những cái cây này một năm nó ra hoa tầm 3 đến 4 đợt hoa. Anh em thấy cái lượng trái này nó rất đẹp, đẹp trái rất nhiều nha. Hoa này của anh em tiếp tục cho hoa này. Cái ok nha, dễ hợp lý. Bên em xem cây này nó không có bị lũa gì hết nha, thân ok nha. Ta chơi xong mùa trái này chúng ta làm lại chi cành. Rồi cây này thì chào giá của anh em giá 4.300.000 bao ship, 4.300.000 bao ship. Quý anh em ấy thì gọi điện trực tiếp hay các bạn thông qua số Zalo. Rồi 4.300.000 bao ship. Rồi tiếp theo giới thiệu của anh em một cây Hải Châu, cây tầm trung, một cây tầm trung nha. Cây này đang cho trái rất đẹp. Đây, những đợt trái đầu tiên nó chín rồi quý anh em, chín rồi nha. Đây. Đợt trái thứ hai thì đây là đợt thứ hai nè. Và bắt đầu lác đác cho hoa thêm những cái đợt hoa thứ ba. Dòng Hải Châu năm nay thì đây, hoa này bắt đầu cho hoa tiếp nè. Hải Châu thì nó cho hoa 4 đợt hoa một năm. Nó có đọc.
có sự độc đáo là chơi rất là bền. Cái này cây tầm trung nha, bữa nay xin tổng thể cây này. Ok nha, cái này vành đế khá lớn, vành này tầm khoảng tính vành đế nó tầm khoảng 40, và vành thân thì thân này nó khoảng 12, thân này khoảng 11. Đó, chiều cao khoảng 70, hũ tán khoảng 60 của em, cao 70, tán 60. Cái này cũng cái tầm trung nha, một là bê nặng tay. Cái ok nha của em. Rồi cái này thì 5,5 triệu của em, 5,5 triệu bao ship nha. Bên em hợp ý thì gọi điện trực tiếp cho các bạn thông qua số Zalo. Giá rất là hữu nghị của em. Hai châu chỉ cần nuôi già như thế này, cây dần đảo cái như thế này, giá 5,5 triệu cực kỳ hữu nghị rồi. Quá là hữu nghị của em, hợp ý thì cứ các bạn gọi điện trực tiếp. Ok nha.